Nào. Cái nó rồi, có kéo không? Rồi cứ giúp ảnh đi chắc. Thì ra là nó núp ở bụi này. Đấy rồi, chống rồi. Thì kìa, đi đi. Đi đi. Đấy. Ý bạn là sao đây? Không chơi nữa à? Chấp à? Rồi, Triệu Vân đã có mặt ở bot. À. Đừng chấp mạng nữa. Quả ném choáng mà sao nó không ấy nhở? Ném choáng sao nó không bị choáng không? Rõ ràng mình ném choáng rồi mà nó không bị choáng. Ảo thật. Hay giải phóng. À, chơi bài à? Chơi bài này. Ôi ôi. Ừ? Anh em thấy không? Ném trúng rồi mà nó vẫn không choáng được. Đó, lần này thì choáng rồi. Tốt. Ôi, ông nào lôi nó ra vậy? Sợ thật. Chơi thế thì hỏng rồi. Ăn gần xong còn lôi ra. An enemy
Đi về đi ca. Quá chơi chơi kiểu thần tượng à? Butterfly Beret mình vẫn sách nó. Tập biến này. Tập biến. Ôi. Bắn như đúng rồi luôn. Mình vừa mới quay lại. Tôi xong. Tôi lên xanh rồi. Tôi lên xanh là được. Ok, sao AD không nhìn thấy map Cambodia. Yeah. Đó. Trắng ở kia chơi nó. Chịu rồi, chưa có giải phóng. Kìa, bắt tơ đang lên kìa. Lên.
Làm gì vậy? Rất là khó đấy nhá. Núp kìa, các thanh núp này. Ui, con ngắn con này. Quá là ok. Thôi rồi. Ra là đi, ra là đếm số, không cần nói nhiều, ra là đếm số, cứ ra là đếm số thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đó, ra là dính, cứ ra là đây là nhìn combo siêu phẩm này. Gì ba? Căng thế. À. Ảo thật. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, đó là thả anti và chạy. Hết bùa rồi. Thằng này xong rồi. Tưởng thế nào, hóa ra là mày chọn cái chết. Chạy hộ.
Đánh thế thì làm sao ai dám lên. Choáng à, tưởng gì nhạt nhòa lắm em ơi. Rồi AD xong ca tranh. Vãi cả đi luôn. Tao lấy cái gì tao bốc. Ôn nguyên nào. Đây rồi, siêu phẩm. Vãi, nó cũng... Kìa, kìa, trụ đi. Trụ nè, trụ nè. Trụ kìa, ép trụ kìa, win luôn. Ôi giời ơi, cào ba cào dụng. Ok. Nhiệm vụ của mình quá đơn giản phải không anh em?